Thưa các đồng chí và các bạn, ngày 27 tháng 4 năm 2012, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã ký quyết định số 544 phong tặng danh hiệu đơn vị anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân cho tiểu đoàn 107 pháo binh Quảng Ngãi. Vinh dự cao quý đó đã làm mất lòng hơn 300 cán bộ chiến sĩ đã hy sinh tại chiến trường. Hàng trăm đồng đội đã mất sau ngày hòa bình vì vết thương tái phát, di chứng của chiến tranh, và những cựu chiến binh đã một thời không tiếc công sức, máu xương của mình chiến đấu trên chiến trường Quảng Ngãi. Để các đồng chí và các bạn hiểu thêm về tiểu đoàn 107 pháo binh Quảng Ngãi anh hùng, chúng tôi xin trân trọng giới thiệu đồng chí Nguyễn Nhật Thăng, nguyên tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 107 pháo binh Quảng Ngãi, báo cáo tóm tắt quá trình hình thành, xây dựng và chiến đấu của đơn vị. Thưa các đồng chí và các bạn, tôi thay mặt ban liên lạc tóm tắt thành tích tiểu đoàn pháo binh 107. Tiểu đoàn pháo binh 107 gốc là tiểu đoàn 270, được thành lập ngày 28 tháng 4 năm 66 tại Hải Phòng, quân khu 3. Quân số 420 đồng chí, biên chế thành 3 đại đội và tiểu đoàn 1 là tiểu đoàn 127. Tiểu đoàn trưởng là đại úy Nguyễn Đức Thành, chính trị viên là đại úy Lê Vi Ca, sau huấn luyện đã tham gia chiến đấu tại cầu Hàm Rồng ngày 25 tháng 12 năm 66, được lệnh hành quân vào Nam chiến đấu, dòng giã 4 tháng hành quân bộ ngày 25 tháng 4 năm 67 đến Tây Ba Điền, Quảng Ngãi. Được Bộ Tư lệnh Quân khu 5 đổi tên từ tiểu đoàn 270 thành tiểu đoàn 107. Ra quân trận đầu ngày 16, 17, 18 tháng 7 năm 67 đã đập tan cuộc tập kích của sư đoàn không quân số 1 của Mỹ tại Tà Ma Sông Re. Tháng 10 năm 67 về thành lập E-41 đặc công, G-107 thành G-pháo hỗn hợp, C-1-12-7, C2-DKZ-75, C3-82, ổn định tổ chức xong hành quân đánh Phước Lâm, Tiên Phước, Tết Mậu Thân đánh thị xã Quảng Ngãi. Giữa năm 68, E-41 giải thể, tiểu đoàn 107 được về trực thuộc tỉnh đội Quảng Ngãi, tỉnh đội thay tên thành đoàn 10. Suốt 8 năm chiến đấu trên chiến trường Quảng Ngãi, được sự chỉ đạo của tỉnh ủy, chỉ huy quân sự tỉnh, sự yêu thương đùm bọc của nhân dân, các đơn vị bạn, tiểu đoàn pháo binh 107 đã đánh 935 trận, có 175 trận đánh tập trung, giết 2.795 tên địch, có 627 tên Mỹ, phá hủy 135 khẩu pháo các loại, bắn cháy 91 Ru-1A, 5 máy bay phản lực, 1 kho xăng, 40 xe bọc thép, 27 xe tăng. Phối thuộc cùng với các đơn vị ban, diệt 4 sở chỉ huy trung đoàn, 17 tiểu đoàn, 28 đại đội, 56 trung đội vị, phá hủy hàng ngàn lô cốt và phương tiện chiến tranh của địch. Ngoài nhiệm vụ chiến đấu, tiểu đoàn cùng du kích xây dựng cơ sở, vận động quần chúng, phát động chiến tranh nhân dân, diệt ác ôn, phá ốc chiến lược, giải phóng nhiều khu dân cư rộng lớn như vùng Đông Sơn Tây, Đông Bình Sơn. Tiểu đoàn pháo binh 107 đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chiến đấu và công tác, được sự tin yêu của Đảng, chính quyền, nhân dân và đơn vị bạn. Ngày 27 tháng 4, tiểu đoàn pháo binh 107 được Chủ tịch nước Trương Tấn Sang ký phong tặng danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân cho tiểu đoàn pháo binh 107, đã làm thanh thản hơn 300 cán bộ.
trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Điều 2, quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày ký. Thủ tướng Chính phủ, chủ nhiệm văn phòng Chủ tịch nước, chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Trương Tấn Sang đã ký. Kính đề nghị chúng ta nhiệt liệt chúc mừng. Xin trân trọng kính mời đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi, đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Ủy viên Trung ương Đảng, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, đồng chí Thiếu tướng Trần Quang Phương, Chính ủy quân khu 5, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước lên trao danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân cho bốn tập thể. Thưa các đồng chí và các bạn, đoàn làm phim ký sự tiểu đoàn 107 pháo binh Quảng Ngãi anh hùng chúng tôi gồm Nguyễn Nhật Thăng, nguyên tiểu đoàn trưởng, Nguyễn Danh Nho, cán bộ quân nhu của tiểu đoàn, và tôi là Nguyễn Huy Thắng, chiến sĩ của C2 DKZ-75. Cả ba chúng tôi đều là thương binh, đặc biệt đồng chí Nguyễn Nhật Thăng phải ngồi xe lăn. Chúng tôi nảy ra ý định làm bộ phim ký sự này sau khi tiểu đoàn 107 được Chủ tịch nước ký quyết định số 544 phong tặng danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân ngày 27 tháng 4 năm 2012. Để thực hiện bộ phim ký sự này, chúng tôi tiến hành gặp gỡ các cựu chiến binh của tiểu đoàn, thu thập tài liệu và trực tiếp trở lại chiến trường xưa, đến tận nơi những trận đánh ác liệt đã xảy ra. Mong muốn của chúng tôi thì nhiều, nhưng sức có hạn, thời gian bị khống chế. Việc quay phim, làm phim ký sự chưa hề từng trải, nên khó tránh khỏi thiếu sót và bỏ sót. Mong các đồng chí và các bạn thông cảm.